Baba Gai trở thành vật nuôi được ưa thích trong thời gian gần đây vì mang đến giá trị kinh tế và giá trị sức khỏe khi ăn. Nếu chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu về đặc tính sinh sống, người nuôi sẽ nhanh chóng thu lời. Chứ người nuôi Baba ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có thể thu về cho mình hàng tỷ đồng mỗi mùa thu hoạch. Baba Gai Văn Chấn còn được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận chỉ dẫn địa lý. Trang trại nuôi Baba của gia đình ông Nguyễn Văn Kỵ ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chỉ cần 3.000 m². Những ô nhỏ ông phân ra để nuôi Baba con, ao rộng hơn thì nuôi Baba bố mẹ và Baba thương phẩm. Từ một trại nuôi nhỏ, giờ đây phát triển thành trang trại cung cấp Baba giống chất lượng cao với quy mô hàng chục ngàn con ra thị trường. Baba giống từ trang trại của ông có mặt ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi là có mặt bằng và đặc biệt là có cái thời tiết khí hậu nó ôn hòa, nóng ẩm mưa. Hai nữa là có những nguồn nước thiên nhiên ban tặng cho nên là đây là những nơi thích hợp nhất để anh em tôi sản xuất con giống. Theo kinh nghiệm của những người nuôi lâu năm, Baba hầu như rất ít xảy ra bệnh tật. Thức ăn đa dạng từ ốc, cá, tép và có thể tận dụng thức ăn sẵn có từ thiên nhiên để giảm bớt chi phí. Với diện tích từ khoảng 100 m² trở lên, các hộ nuôi có thể có thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng một năm. Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện có 15 hectare diện tích nuôi Baba với sản lượng khoảng 250 tấn một năm. Bởi vậy, nuôi Baba trở thành lĩnh vực mũi nhọn nơi này. Thu nhập cao từ nghề nuôi Baba mang lại cuộc sống ổn định an nhàn cho nhiều hộ dân ở một số xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Từ sự thích ứng và phát triển giống vật nuôi này, biển nơi đây trở thành những làng tỷ phú từ con vật bốn chân ở dưới nước.